Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh cây lại. Trong thời gian gần đây, nếu bà con nào tinh ý khi đi chợ hoặc đi siêu thị sẽ bắt gặp một hiện tượng, đó là người ta bày bán xoài rất nhiều, đặc biệt đó chính là xoài Đài Loan. Một loại xoài với trái khá to, trọng lượng trái có thể lên tầm 1kg đến 1,5kg nha các bạn, nếu chúng ta chăm sóc tốt để ít trái ha. Và đối với loại xoài này thì chúng ta ăn sống là thì ngọt ha, ít chua. Chúng ta có thể ăn tươi nè, làm lỗi, hay là chúng ta ăn chín. Nhưng mà tuyệt đối đối với xoài này ăn chín thì nó sẽ không ngọt ngon như xoài quả lọc ha. Các bạn, xoài quả lọc được mệnh danh là vua của các loại xoài ăn chín rồi. Và nhắc tới xoài Đài Loan thì mình lại nhớ một vị khách hàng đã hỏi mình một vài câu như thế này: xoài Đài Loan có nhanh cho trái hay không? Và xoài Đài Loan nó có thấp cây hay không? Tại vì đối với một số bà con thì người ta chỉ thích những cây mà nó thấp cây và nó cho trái nha, tiện thuận lợi cho người ta thu hái, thu hoạch về sau, không thích những cây cao cây. Thì hôm nay mình làm đoạn video này để giải đáp thắc mắc của bà con ha. Thì cái cây đầu tiên đó là cây này có nhanh có trái hay không? Thì như bà con thấy ở trên hình nè, cái cây này nó vẫn còn trong bầu như thế này, mà nó đã ra bông ra hoa như thế này ha các bạn. Từ những cái bông này nó sẽ đậu trái. Tuy nhiên những cây như thế này thì trái nó sẽ không nhiều, đặc biệt là rất là dễ rụng ha. Vẫn có thể đậu trái trong giai đoạn 18 tháng, nhưng mà cây nó còn khá là nhỏ, cho nên chúng ta hãy dưỡng cây lại khoảng từ 2 năm rưỡi là chúng ta có thể để trái ha các bạn. Đây, cái hoa này nó nở, nó sắp tàn rồi nè, khá là đẹp ha. Ở đây thì nó chỉ đậu được có một trái, ở đây là mình đã thử nghiệm ha. Cây này còn khá nhỏ. Và trái đây nè. Vậy nếu như các bà con nào mà có thắc mắc về kỹ thuật trồng, chăm sóc hay là chọn giống cây ra sao thì cứ liên hệ hotline 0845664499 ha, mình sẽ gọi lại tư vấn tận tình cho bà con nhé. Và bây giờ chúng ta quay vào cái cây xoài Đài Loan, làm sao để cho cái cây này nó thấp cây ha. Thì bây giờ mình sẽ đi ngược trở lại cái đám xoài ha, cái lô xoài của mình, và phân tích cho bà con thấy. Đây, đây là cái lô xoài bên mình đây. Cây thì nó ghép cây nó như thế này ha. Và điều đặc biệt thì hầu như cây xoài bên mình ai cũng thắc mắc là tại sao lại cắt ngay cái ngọn như thế này. Thì hôm nay mình cũng nói luôn, đó là cắt ngọn như thế này để cho những cái chòi xung quanh cái ngọn đó, đó bà con thấy nó sẽ nhảy lên đâm được ra rất là nhiều để cho cây nó thấp xuống. Còn trường hợp nào bà con muốn thấp nữa thì khoảng lên rừng 40-50 cm là chúng ta cắt ngang ngọn, nó sẽ nhảy những cái chòi ra như thế này ha, sẽ tạo bộ khung xương cho cây nó thấp xuống ha. Và khi chúng ta cắt á, thì chúng ta phải cắt cái cơ này một khoảng tầm 2-3 cm các bà con ha, để khi mà cái chòi non nó lên nó sẽ không bị mất sức ha. Chúng ta cắt gần quá thì nó dễ bị sâu bệnh ảnh hưởng đến cái chòi non nó ra ha. Và nếu bà con nào còn thắc mắc về kỹ thuật tỉa cành tạo tán của cây xoài cho nó thấp cây mà có trái á, thì cứ liên hệ vào hotline đang hiện trên màn hình 0845664499. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.